chào Pì Nọng. Mời Pì Nọng xài tỏn chồng chương trình tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bằng tiếng Tây Nung Văn này, mì bại nội dung chính lăng. Chợ mới hết chương trình ô cốp, Pì Rong Xiên Nhiệt Xíp. Chợ đồn Hòn Cạ xe Pì Nọng chắc mửa bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khai có chương trình, mời Pì Nọng xài chồng phấn tin đảng khẩu rim trang bại văn ngám quá. Trang tuần, Đại hội đại biểu Đảng bộ bại huyện thành phố Trang Tàng Tỉnh đã khai pền công, nèm kế hoạch. Bại đại hội đã ép rim, bầu đẩy bại đồng chí nèm tiêu chuẩn, mì đo bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, khẩu ban chấp hành. Hết đây công việc trang nhiệm kỳ mớ. Hả pi tiếp lèo, mì lai dường đây, dường ngài xe hết kinh, tọ rau hí cùng chập lai khó khăn. Bại đồng chí lãnh đạo tỉnh phối cạ, bại tỷ phuông lèo đoàn kết, tẩy nái hết kinh bay khẩn, tròi pi nọng óc khói khỏ xác và bay khẩn hết trào tành búng đin tỷ phuông. Hết đây mửa xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và bại đoàn thể chính trị xã hội. Trang tí hết đây mửa son tại chất lượng đội ngũ cán bộ, sắp xếp ban công cán bộ ngám hạp ra hết đây công việc đẩy trao. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hết trưởng đoàn, đã hết việc 6 tỉnh Bắc Cạn, ngòi bại dường đã hết xe khai bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pì Rong Xiên Nhiệt Xíp. Dú buổi hết việc, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ on tải nài của tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí sáng cạ bại điểm thi, cần hết đúng hết đây công việc, xe chứng trực an ninh trật tự, hết đây mượt tảng làn bình COVID rít cầu. Hãy hăn mì cần tờ ngợ bền bình, lè cần khoái kiểm tra lịch sử và mì phương án xử lý lập rỉ. Bộ Thông tin và Truyền thông ngám khai hội nghị trực tuyến 6 bại tỷ phuông trang tảng nước, mưa hết ứng dụng truy ngòi cốc co tói 6 bại cần ngợ bền bình COVID hít cầu. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Dú hội nghị, bại đại biểu đẩy son cạ mưa cách cài đặt, cách dùng ứng dụng trực tiếp tành điện thoại, dùng phần mềm tành điện thoại và ghi tèo bại bài chập nả của cần tì. Quán này xe chắc khoái bại cần nghi nhiễm, chắc lọ bại cần chập nả 6 cần bền bình, lọ cả F1, tứ tí hết nội pay bại cần lèo cách ly. Hại dùng ứng dụng này, vừa cần đẩy xác định dương tính, lè bại cần đạ chập cần bình trang quảng rít phút, 6 khoảng cách song mét, trang rít rí văn, sẽ nhận đẩy tin cảnh báo. Quán này xe khoanh búng chính xác bại cần đạ chập cần bình, tứ tí hết cách ly bại cần giao hí bái pét bình nèm quy định. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ngám mịt thông báo tạm tặng, nắm khay sổ giải thể thao cấp tỉnh Pì Rong Xiên Nhiệt Xíp, xe tảng làn bình COVID rít cầu. Nèm tí giải vô địch bóng đá Hà Cần tỉnh Bắc Cạn Pì Rong Xiên Nhiệt Xíp và giải quần vợt tỉnh Bắc Cạn Pì Rong Xiên Nhiệt Xíp sẽ tạm tặng thân bừa mịt thông báo mới. Bại đơn vị tỷ phuông trang tỉnh, ngòi khảo tí xe chỉnh tròi việc tham gia thi đấu bại giải thể thao cấp tỉnh trang Pì Rong Xiên Nhiệt Xíp hử ngám hạp. Mưa tạm hoãn, tạm tặng bại giải thể thao cải của tỉnh, xe hết đúng hết đây bại sáng cả của chính phủ, trang bừa bình COVID hít cầu, mì sao hí bái pét khoái, quá lai cần, bệnh cả này. Thân nảy Pì Nọng nông dân trang tảng tỉnh đã nằm xong nà mùa, cả này đang khảo rim chăm chướng, tảng làn non nhắn kinh cắt. Nèm dự báo trang rỉ tó nả, nà mùa sẽ giao hí mì nhắn đâu, nhắn lăng khao, non chuốn co, non cuộn bơ, hoi lương kinh cắt, bẻ bòng. Ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân bại xạ thị trấn Son Cạ, lọng liệt Pì Nọng, cần bay ngòi tổng nà sường rì, mì đo nặm khuốn bòn, vạ tảng làn non nhắn kinh cắt, xe nà khẩu bền đây, đẩy lai khẩu. Thưa Pì Nọng, Pì Nẩy, mưa hết nèm chương trình, mọi xã phường mì thỉnh của cái nâng xe khai, lọng cạ của cái ô cốp, vận đẩy huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Cạn khảo rim hết bằng lai thỉnh lai giường táng căn. Ngòi nảy lè công việc chăn cẩn diếu, xe hết nông thôn mớ, và hết đây mửa tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xe hết đẩy bệnh chỉ tiêu tạt óc. Huyện Chợ Mới đã son cạ sáng cả bại xạ thị trấn khảo rim ngòi, hết óc bại thỉnh của cái đây, mì tiếng xe khai, và bây khẩn mắn chắn.
Trang kỷ pi sở nảy, mưa khai bại thình tua cúa, nựa tua cúa, văn càng ổn tình. Đã hết thử lai lườn rú huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Cạn, hết kinh bay khẩn, tứ liện cái khe khai. Giám tàu, han bay khẩu, hết kinh đây. Trang tỷ mưa liện cái bói bù, vạ liện nèm hướng ổn tình sinh học đẩy bị nọ khẩu rim hết, văn càng lai. Trang khỉ đã quá, rú tỷ phương, đã han bị lai trang trại liện cái bay khẩu hết kinh đây. Liện bền xá nèm kỹ thuật mớ, lự chuyển tứ liện bại thình tu cúa đai, quá liện cái nửa xe khai. Mì lai trang trại, đã đẩy khai hạng chục tấn cái mọi rào. Sáu trá tứ hạ ríp, thân hốc ríp xiên mơn mọi cân. Dũ huyện Chợ Mới, cùng đạ mì tăng doanh nghiệp nước nọc ao chèn óc xe liện cái. Nhòng bẹn pi nảy, cái nửa lẽ ép trang bại thình của cái ô cốp, đẩy huyện Chợ Mới tẩy nài, xe đẩy chuẩn xam sao cấp tỉnh. Cái này huyện đã mời công ty nâng cáp 6 nước Indonesia liền cái rú bài lươn pi nọng. Nhờ là đẩy hứa tròi thuần thái tuốt phè cố kinh ra tảng lan pình và sô dự cái nửa hứa pi nọng. Hết nèm chương trình mọi xã phường, mì thình của cái nâng xe khai. Lẹo pi song xiên ríp cầu. Huyện Chợ Mới, đạ mì ríp hạ của cái đam chay mì tiền đẩy lược chọn. Xếp hạng xam sao cấp tỉnh. Bại thình của cái này đang đẩy huyện Chợ Mới tẩy này. Xe đẩy chuẩn xí sao khẩu hang pi song xiên nhì ríp. Bệnh nhọt chè của khớ. Chè mắc khấy đông. Bẩn khớ. Chè san tuyết. Quá hết chương trình ô cốp. Khỏi ngơ ngon quảng bá của cái rú lai tì, khe mọi hợp tác xã khai của cái đẩy lai hơn. Pi song xiên nhiệt ríp, huyện Chợ Mới bị kế hoạch hết mở thêm, nội nhất hốc của cái ô cốp. Tẩy này đẩy xam sao cấp tỉnh, bẹn nựa cái ta, ô mai mắc phung, mắc hồi khớ, chè mắc khấy sắt ám, chè mắc khấy đông. Thương mèn liền mang thương lè chăn ngắm hạp vì mì lai thình bóc tán căn ái mì đẩy của cái đây lè sa bắt xá mèn thương rú trang đông mà liền táng sa kín bền tì lè mèn thương trắng hôm van và sau đây tham gia ô cốp chuyên nằm phác mằn lưa bền lưa lê lưa lưới tổ hợp tác nằm tre như cố liền mang thương tổ hợp tác liền cái và cái này bài thinh của cái này đẩy bài khai văn cảng hai mì đo tiêu chuẩn của cái ô cốp của tỉnh Bắc Cạn khai hết đẩy bền tì huyện Chợ Mới đã son cạ hưa tròi bại tổ chức kinh tế rú bại xạ thị trấn hết nèm chương trình ô cốp xài tí ngòi rú trang huyện khe chắc lọ bại giường sạn mì bại thỉnh của cái mì tiền của tướng tỷ phuông khe ao khẩu chương trình ô cốp nèm quy định pi song xiên tiểu bác nhịp ship quyền Chợ Mới mì chất đơn vị đăng ký hết 6 ship sam của cái đăng ký mới và nâng hàng sao đăng ký ship danh mục của cái đây xe khai tạm tứ hô pi đã trao phòng nông nghiệp phát triển nông thôn và bài phòng chuyên môn ủy ban nhân dân bài xã ngòi tèo hết việc mời bài đơn vị xa tỷ khai của cái hư pi nọng hết nèm chương trình ô cốp pi song xiên nhì ship nảy huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Cạn vận tải nài hưa tròi bại tỷ phuông hết bại mô hình hợp tác xã nông nghiệp cáp hạp xa tỷ khai của cái quy hoạch bại búng đinh ngám hạp xe đâm chay hưa tròi bại hợp tác xã hết óc bại thỉnh của cái đây mì bao to nhãn mác đầy đo mì cốc co lọ láng xe trướng mắn thương hiệu vạ khai đẩy trá mì tròn phần càng lai thưa pì nọng bản đông tạo xạ thuần mang đẩy ngòi lè bản nâng chăn cạ khỏ của huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Cạn sổ lườn khỏ vận nhằng tành phấn nâng xe hưa tròi pì nọng hết kín bay khẩn vạ khai bền chèn hử trang lườn hội liên hiệp phụ nữ xạ thuần mang đã cáp 6 chính quyền tỷ phuông
hứa chói thành lập tổ hợp tác nằm phép mắc rơ. Lăng song pi bây khẩu hết việc, bại thỉnh của cái hết óc đẩy pi nọng xa dự vằn càng lai, cho pi nọng thành viên mì việc hết ổn tình tớ rộng. Tổ hợp tác nằm phép mắc thuần mang, đẩy thành lập tứ pi song xiên ship pet, mì ship hạ thành viên, lè hội viên nhìn rú bản đông tạo cáp hạp 6 căn, xe hết kinh. Mô hình đẩy hết 6 sở xí hecta. Nảy xay lại bậy lờ nà màu tọc, đinh pù đỏng đó. Bại thình co đẩy tổ hợp tác nằm, bao mì phép bao, sấy làn, mắc trẻ, mắc phết, su su. Dương đảng khảo rim, lè tôm đinh rú nảy mạt mẻ. Nhiệt độ tắm hơn tứ sam thân hạ độ C, bị 6 bại tỷ phuông đai. Nhỏ bèn mưa nằm bại thình phép mắc bẻ màu, lè chăn ngám hạp. Nhỏ bèn cúa cái hết óc khai ngài, khai đẩy trá hơn, tỷ 6 chính màu. Trước đây khi mà chưa có tổ hợp tác ấy, thì mọi người thì canh tác nhỏ lẻ thì là cái có này hiệu quả cho nhập vừa tốt. Sang mi hợp tác sau khi mà nọ hết kinh en lẻ nắm mì lăng khai bên chèn vừa tham gia khẩu tổ hợp tác lẻ hết kinh đây hơn xài căn hết kinh xài căn khai của cái và đẩy cán bộ son cả mưa kỹ thuật nhọc bện hết lăng cùng ngài đẩy lai của cái hơn quá ngòi hử hăn lăng song pi pây khẩu hết việc tổ hợp tác han pây khẩu hết kinh đây. An pi tổ hợp tác khai đẩy quạng nhị ship tấn, phép mác bại thình. Su đẩy sổ chèn sam bác nhị ship triệu mân. Cả này tổ hợp tác, nắm tan tròi bị nọng thành viên mỉ thêm su nhập, mà nhằng mì việc hết, hử tứ ship thân ship hạ cần rú tỷ phuông. Xét đẩy bện tì, tứ hua bi song xiên ship pet, bại cấp hội phụ nữ huyện Ngân Sơn, đạ cáp 6 chính quyền tỷ phuông, ngòi bại giường sạn mì. Chắc lọ bị nọng hội viên, ái hết rổng lăng, xe hưa tròi thành lập tổ hợp tác. Lăng bừa thành lập, bị nọng thành viên tổ hợp tác đã đẩy son bại lớp mửa kỹ thuật đam chay, tảng làn non nhắn kinh cắt, son cạ mửa hết kế hoạch hết kinh, khai của cái, và chắc cáp hạp 6 căn, xe hết đẩy đây, đẩy ngài. Xài tỷ thuần thảy bại thành viên trang tổ hợp tác, đẩy hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cáp 6 trường cao đẳng Bắc Cạn, khai lớp son và đẩy cấp chứng chỉ liệu. Quá ngòi, hăn đây nhất, lè mưa hưa tròi thành lập, tổ hợp tác nằm phép hữu cơ, rú bản đông tạo, xạ thuần mang, nảy lè cách hết kinh ngám hạp, vì trang lườn cùng khai đẩy sổ chèn tứ song thân sam triệu mân, mọi bươn, trang bừa nằm phép. Vận mì thời gian hết bại việc đai, bền liện tu cúa, đâm chay mạnh mát, xe hết kinh tây khẩn. Đối với khu đông tạo này, tổ hợp tác nằm phép sơ này chắn ngắm hạp, mưa lăng, xả xẻ son cả pin ọng, tại này đâm chay bài thinh có mì tiếng xe khai, mì thu nhập lai hơn và ổn tình hơn hử trang lươn. Có cái thu nhập nó ổn định hơn. Bại thình của cái của tổ hợp tác nằm phép mác xã Thuần Mang huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Cạn, đẩy pi nọng xa dự vằn càng lai. Đẩy nằm vạ trăm chướng nèm kỹ thuật mớ, ổn sim hử sức lèng xe khai. Cả này tổ hợp tác đang cáp hạp khai phép, hử sổ nhà hàng và bại cửa hàng khai của cái sơ rú tỉnh Bắc Cạn. Ngờ ngòng cả trang sỉ đó nả, tổ hợp tác sẽ tải này, nằm lai thỉnh thác mác ngám hạp xe khai. Sảng tỷ hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngân Sơn cùng bện xạ Thuần Mang đang hưa tròi tổ hợp tác hết tem mác, giới thiệu bài khai của cái. Tải nài mì đo mọi rộng và thành lập bền hợp tác xạ xe hết kinh đây, mì lai thỉnh của cái sơ xe khai hử bị nọng và rú bại siêu thị sở quay trang tảng nước. Thưa Pì Nọng, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tròi bại cần hết bại ngành nghề táng căn đẩy dự và đẩy hưa tròi bại giường mưa an sinh xã hội tổng bệnh cán bộ nhà nước. Trang khỉ đã quá,
Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã tẩy nài tối mớ cách hết việc. Khon cả sáng cả xe bị nộng chắc và dự bảo hiểm xã hội tự nguyện văn càng lai. Nảy lè bày son cả mưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đẩy bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn hết rú bản Nà Đon, xã Phương Viên ngắm quá. Mái cả đẩy hết khẩu tăng cầm, to bì nọng mìn nả, máu hủ đầy đo. Rú nảy bì nọng đẩy tình lọ láng bại giường mưa chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tứ tì ngòi xét và ép rim sự bảo hiểm xã hội tự nguyện, xe mì chèn lương hưu mửa ké, bệnh cần hết việc, nhà nước. Láng bừa tình tuyên truyền viên của bảo hiểm xã hội son cả, khỏi hăn bảo hiểm xã hội tự nguyện, lè chăn đây tối sáu đang lâu. Thân chục mưa ké, xe mì chèn lương bền cán bộ, đẩy hướng bảo hiểm. Vừa quá tha, đẩy hưa trò chèn hết phi sang tử tuất, nem quy định. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đẩy hết tứ pi song xiên lỉnh pét, xe cần hết việc rú bại ngành nghề táng căn, lự sinh sổng rú búng kha bản, đẩy dự bảo hiểm xã hội. Mưa lọng liệt son cả pi nọ dự bảo hiểm xã hội tự nguyện, lè công việc cần diếu xiên tàu, nhọc bệnh cán bộ bảo hiểm xã hội, đạ cáp sáu bưu điện huyện, khai bại bày tuyên truyền lưu động rú tỷ phương. Sảng tỷ bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn cùng đã trao chỉ tiêu, son cả cán bộ bảo hiểm xã hội lọng liệt pi nọng ký hợp đồng dự bảo hiểm xã hội tự nguyện, văn càng lai. Sáu phương châm, mọi cán bộ bảo hiểm xã hội lè tuyên truyền viên nâng, tẩy nài. Viên chức bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn đã chập pi nọng, phe lọng liệt bại cần, hết bại ngành nghề táng căn, cần rú búng kha bản, rom gión chèn, dự bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lai hội nghị truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đẩy cơ quan bảo hiểm xã hội, cáp sáu bưu điện, chính quyền địa phương và bại hội đoàn thể son cả thân tứng bản con tổ phố. Và bay thân tứng lườn, xe son cả hưa trò bị nọng, hết bại thỉnh chỉa cẩn diếu, chắc lọ bại chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cả này bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn đã lọng liệt đẩy tình chết bác cần dự bảo hiểm xã hội tự nguyện và hết đây nèm chính sách cần diếu nảy, hử pì nọng. Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn, các sáu bưu điện huyện, son cả lo lắng chính sách nảy hử pì nọng. Thân này, bài bản còn trang tăng huyện đã đẩy bảo hiểm xã hội huyện, bưu điện huyện, cáp hạp son cả đây đó nèm quy định. Cả này bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đang tẩy nài son cả xe bị nọng S-RIM, dự bảo hiểm xã hội tự nguyện văn càng lai. Mái bền giường khỏ lè cả này, vấn lai bị nọng, dù búng kha bản, nắm mì thu nhập ổn tình. Và bại cần ón, cùng sàng khảo sim sự bảo hiểm xã hội, xe mì chèn lương vằn ké, xe bị nộng chắc và dự bảo hiểm xã hội tự nguyện lai khẩn, lè tăng hệ thống chính trị, trang tỉ mỉ ngành bảo hiểm xã hội, leo tẩy nài cáp sáu bại ngành chuyên môn son cả, lọng liệt xe bị nộng chắc lọ, đẩy giường cẩn diếu, vừa dự bảo hiểm xã hội tự nguyện, tứ tí ép sim dự bảo hiểm xã hội tự nguyện, nghĩa lè xom gión sổ chèn nông, xe mửa ké, xe mì lương hưu, chăm chướng sức lành và mì đẩy tới rồng, ổn tình hơn. Thưa bị nọng, dự án hưa tròi bại lườn khai của cái rú tỉnh Bắc Cạn, tứ pi song xiên ríp chết, thân pi song xiên nhì ríp nhì, đẩy hết rú rí huyện, lè nà rì, ba bể, ngân sơn và bác nặm. Tói sáu tiểu hợp phần hết bại cơ sở hạ tầng CSSP, lè đẩy trao hử bại bản còn trang búng dự án, táng hết táng chứa ngòi, nèm quy định. Mái cả đang lồi lích lặt nà xuân, khai hết máu mùa. Tọ pì nọng bản nà dài, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Vận pan cần khe tỏ hưa căn, hết khá mương tát váng, bù chùa, lì tỉnh ết xiên mét. Nảy lẽ trang pham công trình tàu đú, đẩy trao hử pì nọng táng hết, táng chứa ngòi. Của dự án hưa tròi bại lườn khai của cái huyện Ba Bể. Khá mương tát váng bù chùa,
đẩy hết 6 sổ chèn tỉnh Rí Bác Hạ Ríp Triệu Mân. Trang tỷ Pì Nọng tỏng cóp bằng vằn công hết việc, tỉnh bằng chèn sở Rí Ríp Ram Triệu Mân. Công trình này đẩy hết xong, sẽ mì đo nạm xe Pì Nọng, hết xong máu khẩu trang pi, ổn tình tờ sổng. Na cú lần khỏi có nảy phấn lai lè nằm bắp. Pi này đẩy chính quyền khẩu xim hứa tròi, hết kha mương. Cái này khỏi và Pì Nọng trang bản đang xài căn hết. Tại này mi nằm xe hết màu mua Pì này. Đang thực hiện để làm cái con mương này. Hết dự án hưa tròi bại lượn khai của cái rú tỉnh Bắc Cạn, tứ bi song xiên ríp chất, thân bi song xiên nhì ríp nhì. Thân này tói 6 tiểu hợp phần hết mớ bại công trình cơ sở hạ tầng. Dự án đã hử Pì Nọng ngòi xe hết ép bác rí ríp ram công trình cần diếu rú tỉ phương. Trang tỷ bại công trình xài đẩy Pì Nọng táng hết và đấu thầu cộng đồng thiết kế mẫu mì xí ríp bét công trình. Thân này đã hết xong xí công trình, đang hết nhì ríp ép công trình và nhì ríp ram công trình đang chuẩn bị hết. Tói 6 bại công trình đấu thầu quá mạng Internet mì ríp hạ công trình thí điểm đã đẩy lược nhà thầu xe hết. Cả này đang hết chỉa mả thương thảo và ký hợp đồng. Bên tọ văn so chết bươn hạ pi song xiên nhị ship, sở xây dựng mì văn bản sổ hốc bác pet ship, mưa việc hết nèm nghị định sổ hốc ship pet, văn ship rí bươn pet pi song xiên ship cầu của chính phủ, và bại thông tư son cạ của Bộ Xây dựng, nhọc bệnh sở pet ship công trình của dự án hưa tròi bại lườn khai của cái, cả này đang liều chỉnh tròi tèo dự toán xe hết thủ tục đấu thầu. Cái này dự án đang hết dù pét xà của huyện Ba Bể, tan mưa hứa tròi hết công trình Pao Mì, tăng bay tèo, hai mương tải nằm rú sổ xà. Quá ngòi hử hăn, mi số công trình đang đẩy hết đúng, hết đây, nèm tiêu chuẩn kỹ thuật. Liên quan thân hết bài công trình cần diếu đang đẩy hết nèm kế hoạch. Tại ít là bài công trình tàu đú đã hết xong rú khí xạ mi xếp hạ công trình. Trang trì tỏ nạ, dự án vẫn sẽ cập nhập đơn trá, chỉnh tròi đơn trá đấu thầu quá mạng xe hết. Cái này, hồ sơ đang đẩy phòng chức năng của huyện thẩm định xe hết. Các cơ quan chức năng của huyện đang thẩm định và để chuẩn bị cho công tác đấu thầu. Trang khỉ tỏ nả, ban điều phối dự án hưa tròi bại lườn khai của cái tỉnh Bắc Cạn sẽ cáp 6 ban điều hành dự án và ban quản lý dự án bại xạ trang búng hết dự án, xe ngòi tèo bại công trình xây dựng cơ bản, đem bại tiêu chí son cạ của cấp nưa. Xài tí cần khoái hết xong bại công trình mắn đây, xe bá chèn, nèm kế hoạch tắt óc. Công đầu vang rồi câu ca.
lá ơi, á ơi. Trận chiến không phải khắt na ngần, tuy khí hà nưa bên lồng trói, cờ nước Việt lì lòi bên trung. Chào góc lùng cài má ơi, á ơi, phót mưa thân đỉnh hoa chờ chú. Chờ đồn an toàn khu Việt Bắc á ơi, á ơi. Đến cách mạng đã nắc văn xưa, đầm vươn tét bên mờ Hà Nội, nước gần toàn văn vội bên trời khóm thân mọi tía ơi, á ơi. Vươn cầu vằn so nhì lịch dương, khi khí hạ tầng mường nước Việt, đầy tuyên ngôn bất diệt khai sinh. Bác tộc chú Ba Đình lịch sử, lục lan vần nhắn chữ Âu Thê. Nọ ngắm chồng chương trình tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, so chào và hẹn gặp tèo Pì Nọ, khảo bại chương trình Bài Lăng.